Để trải nghiệm các chuyến bay được tốt nhất, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật firmware mới nhất cho máy bay. Trong video lần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cập nhật firmware cho DJI Mini 2. Hãy chắc chắn rằng mức pin của máy bay còn nhiều hơn 40% và mức pin của điều khiển từ xa còn nhiều hơn 20%. Bật nguồn máy bay và điều khiển từ xa. Khởi chạy ứng dụng DJI Fly và đảm bảo kết nối thành công giữa máy bay và điều khiển từ xa. Khi điều khiển từ xa được kết nối với Internet, ứng dụng sẽ tự động kiểm tra các bản cập nhật firmware có sẵn cho máy bay và điều khiển. Khi thông báo cập nhật xuất hiện, nhấn chọn Update. Trong quá trình cập nhật, không tắt nguồn hoặc thoát khỏi ứng dụng. Bộ điều khiển từ xa hoặc máy bay tự động khởi động lại trong quá trình cập nhật là trường hợp bình thường. Sau khi cập nhật xong, điều khiển từ xa vẫn sẽ bật và máy bay sẽ tự động tắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.